Hello, bắt đầu live stream. Hello, xin chào, chào mừng tất cả bạn đến với live stream của Hùng. Hãy cho Hùng có thể có nhìn thấy những người xem đầu tiên đúng không ạ? Xin chào những ai đang theo dõi lại cái live stream này nha. Chào luôn những người xem lại thì chúng ta cũng chào nhau tí cho nó vui. Tại cái live stream ngày hôm nay thì Hùng xin chính thức thông báo với anh em rằng Hùng sẽ bắt đầu nhảy vào mảng kinh doanh vượt cầu lông Liên Ninh. Kinh doanh vượt cầu lông Liên Ninh chính hãng. Vậy thì nếu mà anh em nào đang có mong muốn là muốn sở hữu cho mình một cái cây vợt nó chất lượng, một cây vợt nó phù hợp với lối đánh, phù hợp với lối chơi, phù hợp với cái túi tiền của mọi người, cũng như là cái mong muốn của mọi người, thì mọi người hãy vào xem cái live stream này đi. Hùng muốn thông báo cho mọi người, thực sự là Hùng cảm thấy đang rất là phấn khích và tuyệt vời, vì là bên nhà phân phối Liên Ninh tại Việt Nam thì họ đang mới về khoảng trên 15 mẫu vợt cầu lông Liên Ninh khác nhau trong tầm giá dưới 2 triệu, với những thông số kỹ thuật, với cái chất liệu, tất cả các tính năng chất liệu, các thứ hoàn toàn rất là ngon và ok. Thế nên là Hùng sẽ bắt đầu nhảy vào kinh doanh về mảng vợt cầu lông nha anh em. Hãy comment xuống cho Hùng biết là mọi người có công nhận là vợt đắt tiền không quan trọng bằng vợt hợp với tay mình hay không. Hai cây vợt trong cái cuộc đời chơi cầu lông của Hùng, Hùng cảm thấy nó hợp với Hùng nhất lại là hai cây vợt rất là rẻ tiền. Hiện tại thì Hùng đang đánh Atchok 77 xanh chuối, nhưng Hùng thực sự thì cũng nói chung là ở mức gọi là hơi hài lòng một chút thôi. Hay là cây 88S ngày trước thì cũng đánh cũng khá là hay, nhưng mà nếu mà nói về hai cây vợt ưng ý nhất của Hùng thì ngày xưa là Hùng có hai cây, một cây là cây vợt phôi. Một cây vượt phôi xịn ấy. Của hãng Kepot, một cây vượt phôi của hãng Kepot. Cây đấy là Hùng đánh rất là sướng, rất là hợp tay, nó thoát. Tức là mình đánh lúc nào cũng hết sức luôn, đánh tạt cầu chuẩn, tùy cầu các thứ nó cực kỳ chuẩn xác theo ý mình. Và một cây vượt thứ hai đó là một cây vượt Liên Ninh, Hùng mua đến hai cây vượt đấy. Tuy nhiên cái đợt đấy cây vượt đấy Hùng nhập là hàng sách tay ở Việt Nam không có, với cả là cái cây vợt đấy ấy, thì sau khi mà Hùng bị gãy hai cây thì Hùng mới phát hiện ra cây vợt đấy đánh sướng nhưng mà khung nó lại yếu. Thì đợt này bên hãng Liên Ninh họ về rất là nhiều mã mới. Hùng vừa mới trên hãng về, mười mấy mã cơ, Hùng đã chụp ảnh hết, Hùng đã quay lại thông số tất cả các thứ rồi. Quay lại thông số tất cả các thứ để chiều nay Hùng bắt đầu Hùng tổng hợp thông số của từng cây vợt, rồi phân ảnh ra, rồi tính năng của từng cây vợt, lối đánh các thứ nó phù hợp với trình độ người chơi như nào. Nếu mà mọi người đang muốn mua vợt thì mọi người hãy nhắn tin Hùng và cho Hùng xin số điện thoại, Hùng gọi điện để tư vấn một cách trực tiếp cho mọi người. Không cần phải chat, tư vấn trực tiếp, Hùng sẽ hỏi, đặt ra những câu hỏi cho mọi người, cũng như là nghiên cứu về lối đánh, cách chơi của mọi người, hay là số năm chơi, hay là kinh nghiệm chơi, các thứ. Thì Hùng sẽ chọn cho mọi người và tư vấn cho mọi người cây vợt phù hợp nhất nha. Để tặng quà cho anh em đang theo dõi và ủng hộ cái mini game này, mình vẫn thấy hợp Pro Ace 316 giá rẻ. Ok, anh Nguyễn Quyết thì Hùng cũng có một số nhận xét và đánh giá về dòng vượt Pro Ace. Pro Ace thì ngày xưa nó là một dòng vượt rất phổ biến ở Việt Nam và mọi người đánh rất là nhiều và chất lượng nó rất là tốt. Thậm chí là cây vượt đầu tiên của Hùng chơi thì cũng là một cây Pro Ace 316 người yêu cũ mua cho. Đấy thì đánh rất là sướng, nhưng mà gần đây, cách đây khoảng mấy năm đổ lại đây thì vợt Pro Ace chất lượng đi xuống rất là nhanh và nó đã bị đào thải, gần như là đào thải hoàn toàn khỏi thị trường vợt cầu lông tại Việt Nam rồi. Ngày xưa nó là số 1 và bây giờ thì không có cái tên Pro Ace xuất hiện trên thị trường là bao nữa. Bởi vì cái vợt của Pro chất lượng về sau nó rất là kém và cực kỳ nhanh hỏng, khác hẳn so với ngày xưa, nên là nó bị đào thải là chuyện đương nhiên thôi. Nếu anh em thích Pro Ace thì Hùng cũng có lời khuyên là tốt nhất là bây giờ thì không nên mua Pro Ace nữa. Bây giờ Hùng đánh giá hai dòng vượt cao nhất, đó là Yonex và Liên Ninh. Victor ngày xưa cũng tốt nhưng bây giờ nó cũng kém đi rồi. Theo đánh giá của anh em lông thủ, anh em cho ý kiến xem. Victor đợt này cũng kém đi rồi và nó cũng xuống, đợt này tài trợ giải các thứ cũng ít và nó khuyến mãi rất là nhiều, mua cây vượt có hơn 2 triệu, tặng cây vượt hơn 1 triệu, mọi người biết chất lượng như nào đấy. Và sau khi những anh em mua cái hàng khuyến mãi đấy về thì cũng nhiều người có phản hồi cực kỳ là không tốt. Còn bây giờ thì để cái live stream này nó vui và rực rỡ hơn thì Hùng sẽ cho anh em chơi mini game nha. Ok, anh chào Quốc Học nha, cảm ơn em đã có lời chúc gửi đến anh.
xin giới thiệu đến anh em, chắc anh em cũng không lạ gì bạn Quốc Học nữa. Quốc Học là một tay vợt cầu lông phong trào. Bạn ấy đã đạt được rất là nhiều các thành tích ấn tượng, và đã một là ấn tượng trong thi đấu, hai là bạn ấy đã cho đi rất là nhiều giá trị. Các bạn đã làm ra khá nhiều video hướng dẫn kỹ thuật cầu lông hay và bổ ích gửi đến anh em giới cầu lông. Đấy thì anh đánh giá rất cao là đóng góp cũng như là cái tinh thần cho đi của Quốc Học. Đấy, anh cũng đang theo đuổi cái giá trị đó là cho đi. Bởi vậy mà anh cũng đi live stream hay là cắt video cho mọi người theo dõi suốt thôi. Đấy là tinh thần cho đi. Đấy, còn bây giờ thì sẽ cho mọi người chơi mini game. Ai muốn chơi mini game comment ok để Hùng bắt đầu chơi mini game tặng quà cho anh em, là hôm nay mình chơi mini game nhanh thôi. Rất nhiều vợt cho anh em lựa chọn mười mấy mã cơ mà dưới 2 triệu hết, mà thông số phải nói là cực kỳ ok. Tí nữa hai cây vợt này Hùng sẽ giới thiệu đến mọi người. Hai cây vợt hôm trước Hùng ship cho khách là một khách nữ, một cây vợt thông số rất là ngon và dưới 1 triệu. Và cây vợt cho anh của Hùng thì thông số thì cây đấy thì rất là ngon rồi. Và nó cũng chưa đến 2 triệu. Nó nằm ở khoảng giữa 1 triệu rưỡi 2 triệu mà nói chung là ngon. Vợt Li Ninh nếu mà nói về vợt tầm ấy nhá. Nếu mà vợt tầm dưới 2 triệu của Li Ninh ấy là ăn đứt tất cả các hãng khác. Một là ăn đứt về thông số cũng như là về cái chất lượng, cái chất liệu các thứ, công nghệ các thứ. Cái thứ hai nó ăn đứt về số lượng mẫu mã, cực kỳ nhiều mẫu mã khác nhau với các thông số khác nhau để cho anh em thoải mái lựa chọn. Cho anh em thoải mái lựa chọn những cây vợt phù hợp với mình. Có nghĩa là mọi người có rất là nhiều sự lựa chọn tùy thuộc vào lối đánh của mình. Đấy, rất là tuyệt vời. Ok, em có giáo trình cầu lông nha anh ơi. Tài liệu giảng dạy cầu lông. Có giáo trình cầu lông nha anh Thủy Phụng. Bên Hùng mới kiếm được một ít cuốn giáo trình cầu lông, anh em nào có nhu cầu thì Hùng khuyến mãi cho anh em nha. Bây giờ cũng chẳng muốn bán lãi lời gì cái đấy. Anh em nào mà muốn mua giáo trình cầu lông thì Hùng để giá cho 80.000 nha. Chiếc bán 140 đấy. Giáo trình cầu lông giá niêm yết là 140 đấy. Bán tại mọi người mà mua tại thể dục thể thao Từ Sơn Bắc Ninh 140.000 hết. Mọi người có nhu cầu ví dụ như kiểu muốn tìm hiểu sâu hơn về cầu lông, muốn hiểu hơn về chiến thuật kỹ thuật của cầu lông cũng như là giảng dạy hay là huấn luyện viên, thì mọi người hãy mua một quyển giáo trình cầu lông. Hùng bây giờ Hùng tạo điều kiện cho anh em mua để anh em tham khảo thôi mà. Giờ không bán nữa, 80.000 một cuốn. Đấy, giới thiệu đấy thôi. Còn bây giờ anh em mình chơi mini game nhỉ. Hôm nay quà tặng của Hùng vẫn thế. Ok, hôm nay chúng ta sẽ có 3 phần quà tặng cho những mọi người chơi mini game. Và trước khi chúng ta chơi mini game, Hùng muốn chắc chắn rằng anh em đã giúp Hùng chia sẻ cái live stream này để gọi là để gì nhỉ? Để hợp lệ, để có thể tham gia mini game một cách hợp lệ. Thì mọi người hãy giúp Hùng chia sẻ 2 lần cái live stream này lên, một lần lên trận cầu lông và một lần lên trang cá nhân nha. Ít nhất là 2 lần nha. Và người nào mà là người chia sẻ nhiều nhất thì Hùng sẽ tặng cho một chiếc bó gối. Đây là một chiếc bó gối sỏ, một chiếc bó gối thiết kế mới nhất hiện nay trên thị trường. Thiết kế nó rất là, nói chung là Hùng đã giới thiệu, có video giới thiệu riêng rồi. Anh em nào chia sẻ giúp Hùng nhiều nhất trong cái live stream này sẽ được tặng một chiếc bó gối. Một chiếc bó gối nha, trị giá 160.000. Hello, xin chào Tú Ngô, đẹp trai quá, cảm ơn em rất nhiều. Xin giới thiệu đến mọi người, nó xuất hiện tại live stream của Hùng chính là thằng em Tú Ngô. Tay vợt nổi tiếng của tỉnh Thái Bình, tay vợt nam nổi tiếng của tỉnh Thái Bình. Và phải nói là tay vợt làm mưa làm gió ở cầu lông phong trào miền Bắc này, nội dung đôi nam cũng như đôi nam nữ. Gần đây nhất thì Tú Ngô vừa mới vô địch đôi nam nữ giải cầu lông vô địch các câu lạc bộ mạnh toàn quốc sau khi đánh bại Trần Ngọc Triệu ở vòng ngoài, đó là đối thủ mạnh nhất, và vào vòng trong thì Tú lại dễ dàng vô địch. Nói Tú đánh hay và anh cực kỳ hâm mộ lối đánh của Tú. Đấy thì món quà đầu tiên, anh em nào kết bạn với Tú Ngô đi, mẹ hot boy đấy. Tú Ngô hot boy, với cả bây giờ mà mọi người gửi lời kết bạn thì may ra Tú Ngô đồng ý, chứ bình thường mà mọi người gửi là Tú Ngô đồng ý đâu. Tú Ngô là idol Hùng đấy. Đấy thì anh em, món quà hôm nay muốn gửi tặng mọi người, món quà thứ nhất đó là, thôi hôm nay chơi nhẹ thôi, hôm trước hơi mặn, 20 chiếc quần gán chống trơn đặc trị mồ hôi tay trơn tuột vợt độc quyền do Hùng phân phối, có hai màu xanh và vàng. Đây là sản phẩm quần cán chống trơn, nó khác hoàn toàn so với các loại sản phẩm quần cán khác trên thị trường. Nếu các bạn dùng Yonex, Fake hay là dùng Zotto hay dùng VS hay dùng một số loại quần cán khác
mà thấy nó cứ bị trơn tuột vợt và không dám đánh hết sức, đánh cầu không thoải mái, sợ bay vợt, sợ trượt vợt thì mọi người hãy trải nghiệm sản phẩm bên Hùng. Sản phẩm này Hùng bán hơn 2 năm nay rồi, 2 năm nay rồi. Và đa phần gần như là trên 95, thậm chí là 99% luôn ấy. Những người hay ra mồ hôi tay trơn tuột vợt thì dùng cái này rất là phù hợp. Và Hùng ngày xưa Hùng chỉ dùng được Zonex xịn thôi, nhưng mà Zonex xịn thì mặn quá anh em ạ. Như kiểu Hùng ra nhiều mồ hôi nó trơn ấy, đánh Zonex xịn khoảng 3-4 hôm phải thay một chiếc. 3-4 hôm phải thay một chiếc và trời ơi, nó tốn kém dã man luôn. Mọi người cứ thử hình dung xem, mình là sinh viên, tháng bố mẹ cho 2 triệu cả tiền ăn cả tiền trọ, và còn đánh cầu nữa 2 triệu và chơi cuốn Zonex xịn, thì anh em hỏi là anh em liệu còn có cơm ăn không. Đấy thì là Hùng bắt đầu đi tìm kiếm các loại cuốn cán khác nhau, nhập trên bên Trung Quốc về hơn chục loại cuốn khác nhau để Hùng test ấy. Xong rồi cuối cùng Hùng tìm được loại này rất hợp tay Hùng, nên là Hùng cứ để dùng. Xong rồi bán dây thì thỉnh thoảng lấy, không có gì tặng khách, lấy vài chiếc tặng cho khách. Xong Hùng tặng cho khách rồi trời bất ngờ quá, bao nhiêu người cứ hỏi đấy là cuốn gì, anh hay bị mồ hôi tay dùng cái này hợp thật các thứ. Đấy Hùng không bốc phét một tí gì, đấy là sự thực. Ngày xưa Hùng có định bán cuốn cán thôi anh em, ngày xưa không định bán cuốn cán một chút nào. Thế là nhiều khách người ta hỏi quá, xong rồi mình nghĩ cái này nó chứng tỏ nó rất là phù hợp với anh em mồ hôi tay, không chỉ phù hợp với riêng Hùng, nên Hùng mới nhập về bán. Hùng rất ít khi giới thiệu vì đơn giản là khách quen của Hùng đã có rất là nhiều rồi, nên là nhiều khi là hàng về nó cũng vừa đủ cho khách thôi. Thì bây giờ anh em nào mà chưa tìm được loại quần ngắn phù hợp thì thử loại này nhá. Đấy, và chơi mini game để nhận quà luôn, nhận quà để thử luôn. Thôi bây giờ đang vui, tăng quà lên 30 cuốn cán chống trơn đặc trị mối tay trơn tuột vợt có 300.000 thôi, trị giá có 300.000 thôi. Và được tặng cả móc khóa cầu lông kim loại nữa, một móc khóa cầu lông lưu niệm trị giá 20.000 nếu mua hàng. Đấy, rẻ, mọi người chia ra khoảng 8 đến 10.000 một chiếc cuốn cá và nó lại giải quyết được vấn đề của mình. Và món quà thứ hai Hùng muốn gửi đến mọi người có thể đây là hai loại bó gối bên Hùng, đây là loại bó gối sỏ. Loại sỏ này thì có một đặc điểm đó là nó sẽ không hỗ trợ lực nhiều bằng cái loại ba đai này. Tuy nhiên thì cái loại sỏ này sẽ mang lại cảm giác dễ chịu hơn cho chân, và dĩ nhiên nó cũng trợ lực khá là nhiều. Nhưng mà nói là trợ lực tốt nhất thì là bó ba đai này. Hùng đã giới thiệu với anh em rất là nhiều lần rồi. Đây là một cái bó gối ba đai này. Một cái bó gối ba đai đây rất là ngon và được rất là nhiều các vận động viên phong trào sử dụng. Đấy, cái này bình thường trên thị trường mà mọi người mua thì nó phải rơi vào khoảng hơn 300.000 là ít. Hùng bán có 140 đấy. 140 ấy, mọi người đừng giật mình, bên Hùng bán cái gì nó cũng hợp lý và mang tính chất phục vụ anh em, phục vụ số lượng lớn để lấy lãi chứ không phải là lãi một người nhiều. Đấy, xác định là như thế. Đấy, món quà thứ hai là bó gối, mọi người có thể chọn một trong hai loại. Và giới thiệu về hai cái bó gối đó thì Hùng đã có video giới thiệu rồi, nếu anh em nào thực sự quan tâm thì có thể nhắn tin để Hùng gửi video cho anh em xem, hoặc là nó có luôn ở trên cái page Sport Hùng Badminton này, em vào phần video thì có thể xem. Món quà thứ ba mà Hùng muốn gửi tặng cho anh em đó là hai đôi tất Zonex xịn. Tất Zonex này nếu mà ở quê mà mọi người mua ấy thì nó có thể ở shop ở quê người ta phải bán ít nhất là 100.000 đến 120.000. Tuy nhiên thì Hùng bán tất này có 65.000 thôi. Nếu mà mua hai đôi trở lên 65.000, mua 5 đôi trở lên thì còn 60.000 thôi. Mua một đôi thì là 70.000. Đấy thì ok. Món quà thứ ba hôm nay muốn gửi đến anh em đó là tất rất là dày, rất là êm, thấm mồ hôi tốt và không bị dao nhiều. Tất nào cũng bị dao hết anh em nhé, nhưng nó dao rất là ít. Đấy, tất Zonex. Thì tất Zonex cao cổ nhá. Thì đấy, đấy là món quà thứ ba cho anh em. Thế rồi, hôm nay quà xong rồi, bây giờ anh em mình chơi mini game nhá. Để Hùng lấy một tờ tiền. Nó phải khác tờ nó không, trùng tờ nó chết. Tờ 50.000, mình lấy tờ 50.000 kiểu gì dễ đoán lắm. Để xem số này. Ok, con số này rất dễ trúng, nên là thôi cho con số dễ để... Ok, trên tay Hùng đang cầm một tờ tiền 50.000. Và anh em hãy comment món quà mọi người nhận được kèm với con số mà có hai chữ số trùng với tờ tiền này. Hùng cho mỗi người có cơ hội comment 2 lần, không quá comment quá. Hello mọi người, xin chào 70 mấy người xem, 79 người xem. Mọi người dạo này đoán kém ấy nhỉ. Ok, sao tưởng mọi người comment xong hết rồi, bây giờ nhiều người comment thế.
mọi người. Nhiều người comment thế. Bây giờ là 43, cho mọi người 2 phút nữa comment nhá. 2 phút nữa ai chưa comment thì không được chơi nữa đâu. 13:43 rồi. Ok, anh chào Chiến Nguyễn, xin chào em, cảm ơn em đã có lời chào gửi đến anh. Cứng cắn, chống trơn 27 chưa đúng anh Quang Huy ơi, xin chia buồn. Ai đã chơi xong rồi thì hãy comment đã xong. Chúng ta còn 1 phút nữa thôi. Hello anh Tuấn, anh bán dây cầu lông nha em trai. Anh là Support Hùng, bình luận viên cầu lông phong trào. Một bình luận viên chuyên đi livestream và bình luận các giải đấu cầu lông khắp khu vực miền Bắc để gửi đến anh em đam mê cầu lông những trận đấu hay nhất. Đó là anh Support Hùng. Và anh Support Hùng thì chuyên kinh doanh về vợt cầu lông Li Ninh chính hãng, giày cầu lông Li Ninh chính hãng, các phụ kiện cầu lông chất lượng với mức giá rẻ nhất, các thiết bị hỗ trợ tập luyện cho môn cầu lông cũng như các môn thể thao. Ví dụ như bó gối, bó bắp chân, bó cổ chân, bó khuỷu tay, bó lưng, bó gối, vân vân vân. Và quần cán chống trơn. Cùng với đó, Support Hùng cũng gửi đến anh em sách giáo trình cầu lông, giúp anh em nắm được kỹ thuật cầu lông cơ bản, cũng như là có tư duy đánh cầu, chiến thuật đánh cầu hay hơn. Ôi tuyệt vời, ok, cảm ơn anh Tuấn rất nhiều. Chắc là anh Tuấn không phải người chơi cầu, vô tình xem được live stream đúng không em? Thì rất vui được làm quen với anh Tuấn nha. Và nếu mà mọi người đam mê cầu lông, muốn xem những trận đấu cầu lông hay, thì mọi người có thể lên Facebook gõ Support Hùng Badminton, và cũng có thể gõ với cụm từ tương tự trên YouTube là Support Hùng Badminton để có thể xem những trận đấu cầu lông hay nhất của tất cả các giải đấu hay tại khu vực miền Bắc này. Kênh Support Hùng Badminton là kênh tổng hợp cầu lông số 1 Việt Nam hiện giờ với gần 13.000 người theo dõi và liên tục cho ra các video cầu lông, các trận đấu cầu lông hay hàng ngày. Đó thì Hùng xin giới thiệu một chút để anh em nào mà chưa biết đến Hùng. À, anh em nào muốn làm quen với Hùng thì comment xin chào, mình làm quen nhau nhá. Đã xong. Ok, hết thời gian rồi mọi người ơi. Hết thời gian rồi. Hết thời gian rồi nha, không được tính nữa. Sau comment con số 29 của Nguyễn Công Quang là kết thúc. Nguyễn Khánh Linh vẫn chưa đúng. Khánh Linh, Trần Khánh Linh, Nguyễn Khánh Linh khác nhỉ, Trần Khánh Linh khác. Ok đâu mọi người, một cơ hội lần thứ hai nhá. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu comment và bây giờ Hùng sẽ có gợi ý cho mọi người. Mỗi người sẽ tiếp tục có 2 lần được comment, mỗi người sẽ có tiếp tục có 2 lần. 2 lần được comment và chỉ duy nhất comment 2 lần và không được comment quá 2 lần để tránh mất thời gian của Hùng cũng như của những người khác. Và bây giờ là 13:47 thì 13:55 chúng ta sẽ kết thúc cái mini game này. Và con số của ngày hôm nay vẫn là nhỏ hơn 50, mọi người comment thế nào? Con số nhỏ hơn 50. Con số nhỏ hơn 50 và lớn hơn 10. Đấy, Hùng không gợi ý gì thêm đâu, chỉ gợi ý thế thôi, nhỏ hơn 50 và lớn hơn 10. Kiểu gì cũng có người trúng. Còn những ai mới vào thì Hùng xin phổ biến luôn là... Mà thôi, bây giờ thông báo cho mấy người mới vào, mọi người sau cứ theo dõi Facebook của Hùng, Support Hùng Badminton ở chế độ xem đầu tiên. Mỗi lần Hùng livestream mini game thì anh em vào xem nhá. Thời gian tới thì gần như là cứ cách một ngày Hùng sẽ livestream tặng quà cho anh em một lần. Thế nên là anh em nào muốn nhận được quà tặng từ Hùng ấy thì mọi người hãy theo dõi cái Facebook Support Hùng Badminton này ở chế độ xem đầu tiên để nhận được thông báo khi Hùng livestream nhá. Cứ cách một ngày Hùng livestream tặng quà một lần cho anh em cho nó rực rỡ. Thôi, có người trúng rồi, xin chúc mừng thằng em Trịnh Hiếu nhá. Xin chúc mừng thằng em Trịnh Hiếu là người trúng mini game, nhưng mà nó comment nó lấy cái gì của anh đây. Cuốn cán chống trơn 30, xin chúc mừng Trịnh Hiếu với con số cuốn cán chống trơn. Xin chia buồn với những anh em còn lại nhá. Rất là đáng tiếc là đã có người trúng rồi. Xin chúc mừng Trịnh Hiếu. Trịnh Hiếu là người quen của Hùng anh em ạ. Trịnh Hiếu là người quen. Xin chúc mừng Trịnh Hiếu với con số 30 và quà tặng là 30 cuốn cán chống trơn. Rồi, kết thúc. Đây, công bố tờ tiền, tờ 50.000.
Con số 430, 430, 430 nha. Thì chia buồn với anh em hôm sau vào chơi nha. Hôm sau vào chơi sau. Đấy mọi người có thể comment, mọi người có thể nhìn thấy. Con số 30. Ok mọi người, vậy thì Trịnh Hiếu nhắn tin cho anh để tí nữa, nhắn tin thông tin cho anh nhá. Cuốn cán có hai màu xanh vàng, em có thể lấy mix lẫn hai màu, số lượng mỗi màu như nào thì nhắn tin cho anh biết và gửi cho anh địa chỉ và số điện thoại để anh gửi quà cho em. Còn bây giờ thì Hùng sẽ giới thiệu đến mọi người, đây là hai cây vợt. Hôm qua Hùng bắt đầu bán vợt, Hùng bán được hai cây rồi, nhưng mà hai cây đấy ship cho khách vội quá. Một cây là cây Lano Blade, giá có 850 thôi. Giá có 850 thôi, thông số cực kỳ ok, cực kỳ ngon đấy, một cây vợt cho nữ và một cây vợt cho nam và cho anh trai Hùng. Đấy thì bây giờ Hùng thông báo này. Bây giờ thì Hùng cũng mới bắt đầu cái công việc kinh doanh về vợt cầu lông ấy, thì anh em nào đang có vợt hoặc muốn nhu cầu mua vợt hoặc có bạn bè có nhu cầu mua vợt thì giới thiệu đến cho Hùng hoặc là mua hộ bạn. Thì tất cả những anh em nào đã từng mua hàng bên Hùng rồi, từng mua vợt bên Hùng rồi thì sẽ được, từng mua hàng bên Hùng rồi, mua hàng từ của bên Hùng rồi ấy, thì sẽ được giảm giá 10%. Sẽ ra được giảm giá vợt 10%, một cây vợt hơn triệu là cũng giảm được hơn 100.000 đấy. Với cả là được miễn phí ship, Hùng sẽ miễn phí ship cho mọi người, những khách hàng đầu tiên Hùng sẽ miễn phí ship, Hùng sẽ giảm giá 10% cho anh em. Và Hùng sẽ tặng thêm một đôi tất Yonex xịn nữa. Bây giờ bán hàng giai đoạn đầu sẽ là giai đoạn phát triển thương hiệu cho Sport Hùng chuyên về vợt cầu lông đi này. Gọi là giai đoạn đầu là mình làm lấy công làm lãi, lấy rất là ít lợi nhuận để làm sao cho nhiều người biết đến Hùng và biết đến Hùng là một người phân phối những cái dòng vợt Liên Ninh chính hãng, chất lượng, bảo hành đầy đủ, hàng chính ngạch, nhập khẩu đóng thuế đầy đủ hết và bảo hành 2 tháng nha anh em. Đấy thì ai đã từng mua hàng của bên shop Hùng rồi mà bây giờ mà mua vợt thì sẽ được giảm giá 10%, được miễn phí ship và được tặng một đôi tất Yonex xịn 70.000 nữa. Hết mức luôn, ví dụ như kiểu mọi người giới thiệu bạn bè mua này. Ví dụ một cây vợt 1.4 triệu đúng không? Mọi người được Hùng giảm giá, giá niêm yết trên cán hộp, cán vợt luôn và tất cả các đại lý, các cửa hàng bên hãng bán theo giá này, giá niêm yết này. Ví dụ giá ở đây, có giá, giá ở trên cán vợt luôn. Đấy, ví dụ như cây này có hơn 1 triệu một tí thôi thì mọi người giảm 10% đã được giảm hơn 100.000 rồi. Giả sử mua hộ bạn bè có thể là mình lấy quà thôi, mua hộ bạn bè mình lấy đôi tất thôi, hoặc là mua hộ bạn bè thì mình cũng có thể báo giá bằng giá trên vợt này để mình lấy một chút gọi là cái công sức mình bỏ thời gian rồi mình đặt mua hàng hộ bạn bè chẳng hạn. Đấy thì những ai mà đã từng mua hàng bên Hùng rồi thì sẽ được giảm giá 10% cộng với miễn phí ship và tặng một đôi tất Yonex. Ưu đãi chỉ dành cho những ai giúp Hùng chia sẻ cái live stream này và những người đã từng, những người chia sẻ cái live stream này nhưng phải là đã từng là khách hàng mua hàng của bên Hùng nha. Còn với khách hàng mới thì sẽ được giảm giá 10%. Giảm giá 10%, tuy nhiên sẽ không được tặng quà, sẽ được tặng hai cuốn cán vợt nhưng mà không được tặng quà. Đó là với khách hàng mới. Với những khách hàng đã từng mua hàng bên Hùng rồi thì sẽ được giảm giá 10%, được miễn phí ship và tặng một đôi tất Yonex xịn. Đấy thì Hùng mới kinh doanh về vợt cầu lông này thì rất là mong nhận được sự ủng hộ của anh em. Hùng thì Hùng đã chơi cầu và Hùng rất chơi cầu đã 6-7 năm nay rồi. Hùng rất là hiểu về thông số của vợt cầu lông Liên Ninh và nói thẳng là Hùng là người cực kỳ tìm tòi và học hỏi, cảm nhận về vợt cũng rất là tốt, đọc thông số vợt được và đặc biệt là Hùng nghiên cứu công nghệ, tài liệu công nghệ của hãng Liên Ninh Hùng đã tổng hợp. Mấy ngày hôm nay Hùng chỉ tìm và tổng hợp tài liệu công nghệ hãng Liên Ninh thôi. Nên là Hùng có thể nói là mình sẽ trở thành, hiện tại thì chưa phải là một chuyên gia hiểu biết một cách toàn bộ, nhưng mà trong giới kinh doanh vợt cầu lông thì Hùng khẳng định là Hùng là một trong những người top đầu hiểu về vợt cầu lông, hiểu về cây vợt nào phù hợp với lối đánh nào và các cái thông số, kỹ thuật các thứ nó như nào. Hùng là người hiểu rất rõ những điều đó thì rất là tự tin là có thể tư vấn cho anh em một cây vợt hợp lý. Còn giá thì em khỏi nghĩ rồi, mua vợt bên Hùng thì giá nó cũng rất là hợp lý và có quà tặng như mọi người Hùng vừa giới thiệu với mọi người đấy. Đấy thì anh em nào khách hàng của Hùng nhá, khách hàng nào đã từng mua hàng của Hùng thì sẽ được giảm giá 10% và được, dĩ nhiên là thời gian nó chỉ có ở thời gian đầu mới có khuyến mãi như thế thôi,
Chứ còn thời gian sau bắt đầu khoảng 1-2 tháng nữa thì chắc chắn là phải bán theo giá niêm yết rồi, không thể giảm giá suốt được. Đấy thì anh em, bởi vì đây không phải là hàng sách tay, ví dụ hàng sách tay Hùng nhập được rẻ nhiều thì Hùng bớt chủ động cho anh em được, nhưng đây là hàng nhập khẩu chính ngạch, đã để cho mọi người rất là rẻ, Hùng đã phải gọi là cắt máu, chia máu cho anh em rồi. Cắt máu cho anh em. Và tặng quà các thứ rất là nhiệt tình, với mong muốn là mọi người được trải nghiệm cái sản phẩm rất là tuyệt vời. Lì Ninh họ rất là nhiều mã vợt, Hùng khai thác vào tầm giá dưới 2 triệu. Nó dĩ nhiên là mọi người muốn lấy bất cứ cây vợt nào của Lì Ninh mà Việt Nam có nhập khẩu về thì Hùng đều lấy được cho anh em với giá tốt hơn, thêm với thị trường giá tốt hơn, thậm chí là cây vợt 10 triệu cũng có. Lì Ninh có hai cây vợt đắt nhất, giá 10 triệu, 9 triệu 999 nghìn. Đó là cây vợt M78 và cây vợt Lì Ninh Full High Fang bản Limited, bản giới hạn. Đó. Đấy thì anh em có nhu cầu về vợt Lì Ninh thì liên hệ Hùng nhá. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái livestream này. Mục đích chính của livestream này là mà Hùng muốn thông báo với mọi người rằng Hùng sẽ chính thức nhảy vào thị trường vợt cầu lông, sẽ mang đến cho anh em những sản phẩm rất là chất lượng, rất là tuyệt vời, và sẽ tư vấn cho em một cây vợt rất là phù hợp, chứ không phải là đa phần các shop bây giờ bán trên thị trường là họ bán được hàng của họ chứ họ không có tư vấn cho khách cây vợt phù hợp với khách. Hôm nọ một khách của Hùng vừa mới mua cây vợt, đặt cây vợt này. À đúng rồi, bây giờ giới thiệu hai cây vợt này một chút nha, hiện có hai cây vợt giới thiệu đến mọi người luôn. Ok, đây là cây vợt có tên là Lightning Turbo Chairing 01 Driver. Cái chữ driver này nó thể hiện rằng đây là cây vợt nó thuộc dòng vợt thiên về khống chế cầu và đánh tạt cầu ngang cũng như là đánh lưới. Driver dành cho những người đánh theo kiểu lối đánh khéo léo, uyển chuyển. Đó thì cây vợt này là một cây vợt với thông số, trước tiên nói đến là mức căng. Đây là một cây vợt có thông số mức căng cực kỳ tốt. Mức căng tối đa của cây vợt này lên đến 30 lbs, tức là nó còn hơn cả 12 cân rưỡi. Nên là anh em cho dù tay khỏe thì cũng chỉ đánh đến tầm 12 cân là hết tay. Thì Hùng sẽ lấy một cây vợt này để đánh bởi vì Hùng cảm thấy cầm cây vợt này nó rất là vào tay, và đặc biệt là thông số của nó rất là ok. Một là mức căng rất là cao lên đến 30 lbs, hơn 12 cân rưỡi. Tiếp theo nữa đó là về mức giá của cây vợt này. Mức giá của cây vợt này chỉ 1.070.000. Dĩ nhiên là không bao gồm cước, và tặng kèm một bao đơn, tức là một bao này có 1.070.000 thôi. Về thông số, cây vợt này thuộc dòng vợt đó là hơi cứng một chút. Thông số cây vợt này được loạt vào loại 4U. Khối lượng của nó là 83 cộng trừ 4 gram. Và điểm cân bằng của nó nằm nghiêng về phía đầu vợt. Điểm cân bằng là 300 cộng trừ 5mm. Nó là vợt hơi nặng đầu một chút. Đây là cây vợt vừa có thể đánh phản tạt ngang, vừa đánh lưới khéo, vừa đánh cầu khéo, bỏ nhỏ và bắt lưới ngang nhanh. Mà lại có thể có một gọi là nó hơi nặng đầu nên là mọi người công cầu cũng khá là ok. Và cây vợt này nó rất là phù hợp với lối đánh của Hùng. Nên là hôm nào Hùng sẽ, cây này Hùng sẽ ship cho khách. Còn chắc là ngày mai ngày kia Hùng sẽ lấy thêm một cây này nữa để Hùng căng Hùng đánh. Giá có 1.070.000. Chất liệu hoàn toàn là carbon cao cấp với rất khá nhiều công nghệ. Cây vợt này sử dụng đây. Cây vợt này nó vát cạnh công nghệ cản gió đấy mọi người. Đây mọi người có thể thấy cây vợt này nó sẽ được vát cạnh dẹp ở trên như này. Đây là công nghệ cản gió giúp cản bớt lực của cản của không khí, khiến cây vợt sẽ vung ra với tốc độ nhanh hơn. Cây vợt này khung nó thuộc dạng hơi cứng, bởi vậy mà anh em nào phải tay khỏe một chút thì mới nên chơi, còn anh em nào mà mới tập chơi thì không nên dùng cây vợt này. Đặc điểm của vợt dẻo thì nó sẽ hỗ trợ lực nhiều. Hỗ trợ lực nhiều tức là sao? Khi mà mình thu lực về mình vào bánh vung ra thì cây vợt nó sẽ cong nhiều hơn và nó sẽ tạo ra lực nhiều hơn. Đấy là dành cho những người tay yếu mới chơi. Còn ví dụ một số người chơi đã nhiều năm như Hùng, tay khỏe một chút thì nên chọn một cây vợt cứng một chút. Cứng nó sẽ tạo ra sự ổn định cho cây vợt. Khi chúng ta tạo ra lực lớn tác động vào cây vợt thì sẽ giúp cho đường cầu nó đi chính xác hơn. Còn nếu mà ai tay khỏe
mà đánh vợt dẻo thì thường sẽ bị đánh vào lưới. Như ngày xưa Hùng mua lại được của vận động viên Lê Thu Huyền, tay vợt từng xếp đơn nữ số 2 Việt Nam sau Vũ Thị Trang ấy. Thì tay vợt đó cho một cây vợt ca sơn, mua lại một cây vợt ca sơn được giải của vận động viên đó thì nó khá là dẻo và Hùng đánh cái đợt đấy Hùng thấy rất là thích. Và sau một thời gian hơn một năm nữa thì Hùng lại thấy Lê Thu Huyền có đăng bán một cây vợt như thế nữa thì Hùng có mua lại, và đến lúc đó thì Hùng đánh không còn hợp nữa. Thì không phải là do cây vợt thay đổi mà là do tay mình thay đổi. Ngày xưa tay mình yếu, mình đánh kém hơn nên mình đánh cây vợt dẻo mình thấy nó hợp. Nhưng đến thời điểm một năm sau thì tay mình đã khỏe lên hơn rất nhiều rồi, và mình đánh cây vợt đấy thì mình thấy rằng là nó rất dễ bị vào lưới và còn không có cảm giác được như ngày xưa nữa. Thì đó chính là cái điều mà Hùng muốn nhắn gửi với mọi người, đó là cây vợt nó phải phù hợp với lực tay cũng như là trình độ của mọi người. Người mới chơi thì không mua lên mua vợt đắt tiền, không nên mua vợt cứng, không nên mua vợt mà các vận động viên chơi làm gì cả, bởi vì mua về chán cũng chả đánh được, phí tiền. Đấy, thì định hướng của Hùng là Hùng đánh vào đa phần anh em phong trào thì Hùng không chơi vợt cho vận động viên. Ví dụ mấy cây vợt Yonex cao cấp thì cũng gọi là anh em vào tầm khá trở lên thì mới nên đánh, và anh em nào trầm độ trung bình trở xuống thì không nên chơi. Và định hướng của Hùng là đánh vào dòng dưới 2 triệu. Thế nên là Hùng mới đánh vào dòng Li-Ning. Bởi vì là Yonex mà dưới 2 triệu ấy thì một là nó có rất ít lựa chọn cho anh em, hai là vợt Yonex cho dù là vợt dưới 2 triệu hay là trên 2 triệu thì đều rất là khó đánh, thực sự rất là khó đánh. Ví dụ đặc biệt như kiểu dòng Voltic ấy, đợt này thì nó do dòng Át Chốc thì nó dễ đánh hơn. Ngày xưa dòng Voltic thì nó rất là khó đánh. Ngay cả những cây vợt Voltic 1, Voltic 7, Voltic 8 các thứ, những cây vợt đó nó là dòng hơn triệu của Yonex, nhưng những dòng đó cũng khá là khó đánh. Khá là khó đánh. Với cả rất là ít lựa chọn cho anh em ở cái khung phân khúc dưới 2 triệu của Yonex, với cả thông số của Li-Ning với các dòng dưới 2 triệu ấy thì nó ngon hơn của Yonex. Vợt Yonex nó có một đặc điểm, hàng của Yonex nó có một đặc điểm, đó là những cái vợt nào mà đắt tiền hẳn ấy, hoặc là dày ấy, mà đắt tiền hẳn ấy, thì nó sẽ có thể đánh giá là rất là tốt. Còn những cái ví dụ dày của Li-Ning mà khoảng dưới 1 triệu rưỡi, dày của Yonex dưới 1 triệu rưỡi hoặc là vợt của Yonex dưới 2 triệu ấy, thì thực sự là so với Li-Ning thì Hùng phải nói thẳng là nó không thể bằng được. Đấy, đấy là hai cái giá trị mà hai cái thương hiệu đấy họ theo đuổi cái lối giá trị khác nhau. Nếu mua giày Yonex thì mọi người nên mua giày trên 2 triệu, giày các vận động viên hay đi. Còn nếu mà mua vợt giày dưới 2 triệu thì nên mua giày Li-Ning. Và vợt cũng thế, nếu mà mọi người mà tay mà tốt thì mọi người có thể mua những cây vợt mà các vận động viên hay sử dụng của Yonex. Còn nếu mà của Li-Ning thì những cái cây vợt mà cao cấp của Li-Ning thì nó lại rất là đắt tiền. Những cây vợt cao cấp của Li-Ning nó gấp đôi so với Yonex cơ, mà nó cũng chỉ đánh, nó chỉ xếp ngang nhau thôi. Mà mấy cây vợt đắt tiền của Li-Ning còn khó đánh hơn Yonex. Mấy cây đắt tiền của Li-Ning toàn từ 7 triệu trở lên thôi, 7 đến 10 triệu thôi. Cây rẻ rẻ hơn thì cũng phải 5 triệu đổ lên. Yonex thì bây giờ nó chỉ rơi vào khoảng cuối 2 triệu và đầu 3 triệu là đã có một cây vợt dạng thuộc dạng những cây vợt đỉnh nhất của họ rồi. Đấy, thì đặc điểm của hai cái hãng này nó khác nhau như thế. Nếu mà mua tầm dưới 2 triệu thì nên chọn Li-Ning, cả giày cả vợt. Còn nếu mua dòng trên 2 triệu thì chọn giày Yonex và vợt Yonex. Đó là lời khuyên cho anh em. Đấy, đây là cây này thì Hùng đã đọc thông số cho anh em rồi. Cây này rất là phù hợp với lối đánh của Hùng. Thế mấy nữa Hùng không chém gió, mấy nữa Hùng sẽ căng cây này Hùng đánh, nó sẽ là một cây vợt thứ hai của Hùng. Và tiếp theo một cây vợt nữa, cây vợt này Hùng cũng lấy cho khách. Cây vợt có màu xanh, rất bắt mắt, và đây cũng là dòng driver, cũng dòng về điều và khống chế cầu. Màu xanh. Cây vợt này họ cũng sử dụng khung kiểu vát như đôi cây vừa rồi. Về nhìn cơ bản về khung thì hai cây vợt vừa rồi, cây vợt vừa rồi và cây vợt này nó không khác nhau là bao. Dĩ nhiên là nó phải có sự khác biệt về công nghệ thì nó mới có sự khác biệt về giá như thế. Đây cũng là dòng driver. Cây này là cây Li-Ning Turbo Chainring 20 driver UHB Shep. Cây này thì thông số của nó đó là mức căng tối đa của nó là 30 lbs. Con vừa rồi là bao nhiêu? Con vừa rồi cũng là 30 đó. Đúng rồi, hai cây con này và con trước là thông số như nhau. Con này là thông số 30 lbs.
Nó rơi vào khoảng hơn 12 cân rưỡi, gần 13 cân, mức căng tối đa. Nói chung là anh em chả đánh đến mức căng này đâu. Nhưng mà dĩ nhiên thông số nó tốt như thế thì anh em đánh nó sẽ yên tâm hơn về độ bền, độ cứng. Tiếp theo nữa, cây vợt này, mức giá của nó là 1.400.000 đồng. 1.400.000 đồng. Dĩ nhiên là nếu anh em mua ủng hộ thời gian đầu sẽ được giảm 140.000, tức là 10%. Còn khách hàng quen thì sẽ được giảm giá 10%, là cũng giảm 140.000, được miễn phí ship. Phí ship một cây vợt nó cũng phải rơi vào 40-50.000, và một đôi tất Zonex nó 70.000. Thì mọi người biết là Hùng đã ưu đãi cho mọi người đến mức như nào rồi ạ. Tiếp theo, cây vợt này là cây vợt hơi dẻo một chút, vì khách này của Hùng là người mới chơi. Cây này hơi dẻo một chút, điểm cân bằng giữa độ cứng và độ dẻo thì nó nằm ở cái khoảng đó, là khoảng 1/4. Tức là điểm đầu bên này là cứng, là dẻo, đầu bên này là cứng, thì cái điểm về độ cứng dẻo nó nằm ở điểm 1/4 nha mọi người. Cây vợt này là cây vợt 4U, khối lượng là 81+3g, là một cây vợt 4U. Thì những anh em nào tay ở mức độ trung bình thì chỉ nên chơi 4U thôi, những ai tay khỏe mới nên chơi 3U. Nhưng dĩ nhiên cũng sẽ có một chút so sánh, đó là 4U của vợt Zonex thì sẽ nặng hơn 4U của Li-Ning. 3U của Zonex sẽ nặng hơn 3U của Li-Ning. Đấy. Điểm cân bằng của cây này thì cây này có điểm cân bằng là 312+4mm. Cây này là cây vợt khá thiên về công, nhưng mà nó là dòng driver với các khung vợt thiết kế các thứ thì giúp chúng ta đánh cầu với tốc độ ngang nó cũng khá là nhanh, và đảm bảo nó phù hợp với những người đánh lối đánh khéo léo, lối đánh toàn diện đấy, cả công cả thủ và đánh lưới. Bởi vì cây vợt này là cây vợt nặng đầu này, điểm cân bằng nó tận 312 cơ. Điểm cân bằng chỉ trên 295 nhá, điểm cân bằng chỉ trên 295 thôi là đã là vượt nặng đầu rồi, đã là vượt công rồi. Nhưng với cây vượt này thì điểm cân bằng nó là 312. Có thể nói đây là một cây vượt thiên công, khối lượng vượt ở mức trung bình, đó là 4U, giúp chúng ta cũng phòng thủ cũng rất ok. Và đây là dòng driver, dòng chuyên về điều và khống chế cầu. Hùng đánh giá đây là một cây vượt khá toàn diện và đáng mua trong tầm giá dưới 2 triệu cho anh em nào ở mức độ trung bình và mức độ khá. Người mới chơi thì sẽ cảm thấy hơi khó một chút thôi, nhưng nếu cố lên một chút khi đánh vào thì sẽ rất là hợp. Đánh giá như thế. Cầm cây vợt Hùng rất thích khung cây vợt này. Nó khung vợt nó làm vát, khung vợt nó làm vát cạnh, cản gió đấy. Giữ mức căng rất là tốt, vợt thì bảo hành 2 tháng. Anh không làm về Zonex em ơi, Zonex thì hiện tại Hùng chưa làm. Nếu mà Zonex Hùng có làm ấy thì Hùng chỉ chọn ra khoảng 2-3 cây ở tầm dưới 2 triệu và khoảng 3-4 cây ở tầm cao cấp thôi. Zonex thì nó không nhiều dòng, không nhiều sự lựa chọn cho lắm. Dĩ nhiên là chúng ta sẽ dễ dàng lựa chọn hơn. Nhưng mà Zonex đánh hơi khó, đánh nó đa rất là nhiều người không hợp. Zonex đánh rất là nhiều người không hợp. May mà từ khi mà Zonex nó ra dòng áp chốc ấy, thì lúc đấy thì vợt Zonex nó mới đánh dễ hơn. Còn trước kia những dòng như Z-Speed hay là dòng Voltic, các thứ cứng, không đánh được, khó đánh. Đấy, cây này 1.4 triệu. Thực sự rất là ấn tượng với mức giá của bên hãng. Đợt này là toàn mã vượt mới về nha, đây là mã vượt mới nha anh em. Đấy, thì anh em mà có nhu cầu hoặc cần tư vấn về vợt thì liên hệ Hùng tư vấn cho. Cứ chỉ việc nhắn tin cho Hùng, để lại số điện thoại Hùng sẽ gọi điện tư vấn cho anh em cây vợt phù hợp nhất. Giá rất là tốt và đang ưu đãi ở thời gian đầu Hùng kinh doanh, là có ưu đãi cho anh em. Mẫu nào dẻo không Hùng? Ok, ai cần tư vấn vợt gì cứ nhắn tin cho em nhá. Cứ nhắn tin cho em gọi điện tư vấn trực tiếp cho nó dễ. Chứ chờ nhắn tin nó không thể hiểu rõ được. Như anh em mình trao đổi qua tin nhắn thì không bao giờ nó có thể chất lượng bằng việc anh em mình nói chuyện trực tiếp qua điện thoại được. Và anh em nào mà đang có nhu cầu về dụng như kiểu mà thôi cũng chả cần làm cộng tác viên, anh em nào mua hàng bên Hùng đợt đầu này được giảm giá 10%, khác gì được cộng tác viên đâu. Cộng tác viên chiết khấu được có 100.000 một cây vợt, bây giờ giảm giá 10% được hơn 100.000 rồi. Tại sao Hùng lại bảo là những ai mà
Tại sao Hùng lại bảo là những ai mà đã từng mua hàng bên Hùng rồi thì mới có ưu đãi như thế? Đơn giản, những người từng mua hàng bên Hùng thì chắc chắn họ đã được trải nghiệm sản phẩm bên Hùng. Hùng tin là gần như là 100% là khách hàng trải nghiệm mua hàng bên Hùng là đều rất là ưng ý và tin tưởng bên Hùng, sản phẩm bên Hùng. Thế nên là ấy, Hùng sẽ tạo điều kiện cho họ tối đa khi mà họ hay lấy hàng bên Hùng. Anh em trong câu lạc bộ của họ hay lấy hàng bên Hùng, thì khi mà họ lấy hộ thì dĩ nhiên là Hùng cũng sẽ phải có cái ưu đãi như thế, để coi như là họ bỏ công bỏ sức ra lấy hộ anh em thì cũng phải có cái gì đó chứ, đúng không? Ít nhất thì cũng phải được tặng cái gì đó, hoặc được giảm giá, hoặc miễn phí ship, các thứ đều là ưu đãi mà Hùng dành cho khách hàng quen thôi. Những người lạ thì thôi, thì thời gian đầu chúng ta làm quen nhau, Hùng ưu đãi cho 10%, còn về miễn phí ship và tặng tất thì không bao giờ có. Đấy, dứt khoát là như thế. Ôi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại tại các live stream sau của Hùng. Bye bye.